chào mừng các bạn đến với channel The Tiny Talk. Hôm nay thì video của chúng ta sẽ không có quay, có nghĩa là chỉ có cái hình thôi, nhưng nó không có lại quay, tại vì hôm nay chúng ta sẽ không có làm video về cái chủ đề là chọn một tù bài nữa, mà mình sẽ làm video về cái ý nghĩa biểu tượng của 78 lá bài Tarot. Và cái ý nghĩa biểu tượng này của 78 lá này thì theo chuẩn Rider-Waite-Smith, cho nên là ở cái ý nghĩa biểu tượng này thì mình tham khảo ở trên trang tarot.vn, thì mình sẽ để cái đường link ở phía dưới phần mô tả để cho các bạn dễ dàng có thể đi đến trang đó để đọc. Tại vì hôm nay mình không đọc hết cái nội dung của cái bài viết ý nghĩa biểu tượng này, mà mình chỉ đọc những cái ý nghĩa biểu tượng của cái lá bài đó, ý nghĩa biểu tượng được nhắc đến ở trong cái lá bài đó. Còn một số cái dạng như là mô tả ở phía sau nữa thì kiểu như là chiêm nghiệm về nó đó các bạn. Thì các bạn sẽ, nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm, các bạn muốn thấy những cái chiêm nghiệm nó như thế nào, tại vì nó cũng hơi trừu tượng, cho nên là các bạn muốn đọc tìm hiểu thêm thì các bạn có thể lên cái trang đó, bấm vào cái đường link và lên cái trang tarot.vn thì các bạn sẽ đọc kỹ hơn. Và ở đây thì 78 lá thì nó sẽ có những cái ý nghĩa biểu tượng khác nhau, cho nên là mỗi một ngày thì mình sẽ cố gắng mình làm một cái lá bài. Cho nên là tại vì làm nhiều lá quá, tại vì làm nhiều lá quá thì nó sẽ bị nhàm chán các bạn, cho nên là làm một lá và các bạn có thể chiêm nghiệm cái lá đó trong cái ngày đó. Thì mình sẽ không hứa là ngày nào cũng làm, tại vì có nhiều khi có một số công việc đột xuất á, cho nên là mình không hứa được, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm mỗi ngày. Mình sẽ làm một cái video nói về ý nghĩa biểu tượng của một lá bài để góp phần hỗ trợ và giúp cho các bạn mới tìm hiểu về tarot tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn về cái biểu tượng. Thì cái bộ bài mà được lấy để mà làm ý nghĩa biểu tượng thì không xa lạ đối với các bạn, đó là cái bộ bài Rider-Waite-Smith Tarot, là cái bộ bài chuẩn của cái chuẩn tarot Rider-Waite-Smith. Thì mình, nếu như mà các bạn có cái bộ bài đó thì các bạn có thể vừa xem video vừa lấy ra để mà xem cái hình, những cái hình ảnh trên cái bộ bài đó. Còn nếu như mà các bạn không có cái bộ bài Rider-Waite-Smith Tarot thì các bạn hãy lên trang tarot.vn và các bạn coi cũng được. Ở trên này nó cũng sẽ có một cái hình để ở trong bài viết cho các bạn coi nha. Và bây giờ không có nhiều nữa, mình sẽ đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là ý nghĩa biểu tượng. Và bắt đầu của chúng ta đó sẽ là lá số 0, lá The Fool. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái ý nghĩa biểu tượng của lá The Fool. Tổng quan mình nhìn vào lá The Fool thì mình thấy là lá The Fool mô tả một người thanh niên mặc quần áo thanh lịch đang dừng lại ở rìa một vách núi. Mặt trời đang tỏa rạng và anh ta đang ngước lên phía mặt trời thay vì nhìn xuống dưới chân nên anh ta đứng. Mặc dù anh ta đang không chuyển động, nhưng chỉ bằng dáng điệu và cách chú chó đồng hành cố gắng nhảy chồm lên để thu hút sự chú ý của anh ta, rõ ràng anh ta không có ý định dừng lại. The Fool không có vẻ gì là sợ hãi điều gì đang chờ chực anh ta, hoặc giả như anh ta nghĩ là dù mình có ngã xuống cũng chẳng hề hấn gì. Anh ta mang một bông hồng trắng trên tay trái và vác một cây bổng trên vai phải với một túi da thêu gắn ở trên đó. Thì đó là cái hình ảnh của lá The Fool mà các bạn có thể thấy khi mà trong những cái bộ bài theo chuẩn Rider-Waite-Smith. Mình thì mình cũng không có cái bộ bài này, nhưng mà những bộ bài mình sử dụng là theo cái chuẩn Rider-Waite-Smith, cho nên là các bạn có thể là sử dụng cái nghĩa của cái chuẩn Rider-Waite-Smith này để áp dụng cho cái bộ bài của các bạn, hoặc là các bạn đọc những cái ý nghĩa mà tác giả biểu thị thì thường theo một cái chuẩn thì nó sẽ có những cái nghĩa chung, những cái nghĩa mà nó giống theo một cái chuẩn, cho nên là các bạn có thể áp dụng được. Và trên cái lá bài này thì nó có những cái biểu tượng chính, đó là vách đá, chú chó, bông hồng trắng, cây trượng, túi vải và mặt trời. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mình đọc từng cái biểu tượng một xem là nó nói cái gì nha. Thì cái ý nghĩa của biểu tượng vách đá tượng trưng cho những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra và sự cần thiết phải đưa ra những lựa chọn để đối phó. Vách đá cảnh cáo chúng ta về những tình huống mà có những thành tố giấu mặt đầy nguy hiểm. Chúng ta thường phải đối mặt với những ẩn số trong cuộc đời, nhiều khi phải lựa chọn chấp nhận rủi ro, và về tâm lý mà nói, có những hành động tự đặt mình bên bờ vực để thúc đẩy bản thân vượt qua sự sợ hãi.
cũng như là cho ta sức mạnh để phá bỏ những giới hạn của mình. Do đó chúng ta cần phải đối mặt với sự sợ hãi cũng như những khó khăn và đưa ra quyết định cho mình. Đó là cái biểu tượng vách đá của chúng ta. Vách đá là y chang như cái vách mà ở trước mặt nó là cái vực vậy các bạn, vực thẳm á. Cho nên là nó mới tượng trưng cho cái tình huống nguy hiểm, là có nghĩa là có thể bị rơi xuống vực thẳm đi nghe đó. Nếu mà mình cứ ngước lên trời nhìn là bị rơi xuống vực thẳm, cho nên là những cái tình huống nguy hiểm, hoặc dạng như là người ta sẽ đặt mình ở bờ vực để mà thúc đẩy bản thân vượt qua cái sự sợ hãi, là người ta sẽ đối mặt với cái sự sợ hãi để mà người ta vượt qua nó. Thì cái đó là cái hình ảnh của các vách đá, các bạn chỉ cần nhớ là đơn giản như vậy thôi. Rồi tiếp tới là hình ảnh của chú chó. Những cái lá đờ phu thì cái chú chó này, hoặc là một cái số lá khác thì nó không phải là cái chú chó mà nó là một cái con vật gì đó nó sẽ đi theo. Thì hình ảnh chú chó tượng trưng cho sự trung thành, bảo vệ và là người bạn đồng hành. Chú chó ấy tận tụy với ta và đồng thời cảnh báo ta trước những rủi ro. Loài chó thường được liên tưởng tới cái chết và thế giới tinh thần. Người Inca tin rằng tiếng chó hú báo hiệu cái chết của người thân. Người Ainu Nhật Bản tin rằng loài chó có sức mạnh tâm linh và có thể nhìn thấy ma. Người Maya chôn những chú chó cùng chủ nhân để chúng có thể dẫn đường cho họ qua thế giới bên kia. Trong thần thoại Hy Lạp, Cerberus là con chó ngao ba đầu canh giữ cổng địa ngục. Đó là cái những cái phân tích về cái hình ảnh của cái chú chó ở trong cái lá đờ phun. Thì cái hình ảnh chú chó này, cái hình ảnh chú chó này giống như là một cái người mà đi theo để mà support, để mà dẫn dắt cho cái chàng đờ phun này đi qua cái hành trình này. Và đó là cái ý nghĩa của cái hình tượng của cái chú chó. Còn tiếp theo đó là hình tượng của cái bông hồng trắng, là cái bông là ở trên tay trái của cái chàng đờ phun này đang cầm. Thì bông hồng trắng tượng trưng cho sự ngây thơ, sự khôn ngoan và linh hồn thuần khiết. Màu trắng là màu của ánh sáng và vận may. Ở châu Phi, màu trắng được cho là sẽ xua đuổi đi cái chết và đem lại sự chữa lành. Bông hồng là biểu tượng của sự hoàn hảo, trái tim và tình yêu lãng mạn, sáng suốt, và cũng có thể dự báo một lễ thành hôn trong năm đó. Bông hồng còn liên quan đến vận xa, hay còn được gọi là bánh xe của sự sống, tượng trưng cho vòng luân hồi, sinh tử và tái sinh. Trong vòng vận xa, những điểm giải thoát nằm ở phía trục bánh xe. Chúng tượng trưng cho hành trình tâm linh đi từ các cạnh về trung tâm, từ hoạt động về tĩnh tại, và do đó cũng là mục tiêu của việc thiền định. Thì qua đó các bạn có thể thấy là cái hình tượng bông hồng á, bông hồng trắng nha, nó rất là nhiều cái ý nghĩa biểu tượng. Thì đó là lý do tại sao á mà các bạn thường thấy trong một cái lá bài tarot, thì ngoài cái ý nghĩa chính của nó ra, rất là nhiều cái ý nghĩa có thể đi kèm với nó, và những cái biểu tượng nó kết hợp với nhau, thì trong từng trường hợp nó sẽ biểu thị một cái ngữ cảnh riêng. Cho nên là khi mà có những cái ý nghĩa này rồi thì các bạn có thể hiểu hơn về một cái lá bài tarot. Và tiếp theo đó là cái hình ảnh của cây trượng. Cây trượng cũng có thể là một cái bổng, có thể là một cái gậy, nói chung là các bạn muốn nói là nói chung là những cái cây đó đó các bạn. Cái cây mà cái đờ phu này giác ở trên vai mà treo thêm một cái túi á. Thì cây trượng tượng trưng cho sự hỗ trợ cần thiết giúp chúng ta trong đời sống. Nó là biểu tượng cho một chuyến du hành mà ta phải dấn thân, nhưng may thay chúng ta không độc bước mà sẽ nhận được những sự giúp đỡ theo nhiều cách khác nhau. Nghĩa là cái cây trượng này á, nó cũng có nhiều tác dụng ở trong những cái chuyến du hành. Thì thường là những cái người du hành thời bây giờ, thời xưa người ta hay vác một cái túi theo, thì kèm theo đó là một cái cây gì đó để mà treo lên vác đi. Ngoài cái chuyện treo lên vác đi thì người ta cũng thấy sử dụng cái cây đó để mà khi mà cần thiết có thể tự vệ, hoặc là bất cứ một cái gì đó có thể hỗ trợ chúng ta. Giống như mình có một cái gì đó trên tay thì mình sẽ cảm thấy an toàn hơn, mình sẽ cảm thấy nó sure hơn, nó chắc chắn hơn các bạn, hơn là mình đi tay không kiểu vậy. Tiếp theo đó là biểu tượng của túi vải. Túi vải cho ta thấy rằng chúng ta có thể gặp vấn đề với những yếu tố thuộc về bản ngã. Có thể chúng ta cần thu nhập thêm những phẩm chất nữ tính vào trong tính cách của mình. Nó tượng trưng cho cách chúng ta quan tâm đến những nguồn lực bản thân trong cuộc sống, không nhất thiết phải là vật chất, giống như việc mang theo những gì là có giá trị với chúng ta, ví dụ như thu thập thêm kiến thức và luyện tập trực giác. Cái hình tượng túi vải này á, thì giống như là trong cái ý nghĩa này nó nói là chúng ta cần phải thu thập thêm một số thứ để mà đưa vào cái tính cách của mình. Nó không nhất thiết phải là vật chất, giống như là các bạn không nhất thiết phải là thu thập thêm tiền hoặc là những cái thứ gì đó. Nhưng mà thu thập ở đây á, có nghĩa là thu thập thêm kiến thức,
và thu thập thêm những cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống để phát triển cái giá trị tinh thần của chúng ta đó. Là cái túi vải mà treo trên cái cây ở trong cái chị trưởng. Tiếp theo đó là hình tượng của mặt trời. Mặt trời liên quan đến những nguyên tắc và luật lệ của người cai trị hay gần gũi nhất người cha. Nó kết nối với sự độc lập, nhân cách, ý chí, cái tôi, năng lượng sáng tạo, sức khỏe và sức sống. Và nó ảnh hưởng tới cả sự phát triển về thể chất và tinh thần. Ở mức độ cao nhất, nó còn hướng đến sự hiệp thông tâm linh. Mặt trời là nguồn năng lượng nam tính tượng trưng cho Animus, là động cơ, ý chí, tinh thần, phấn chấn. Mặt trời đem lại sự hạnh phúc, hơi ấm, ý thức, sự hướng dẫn và sức sống. Thì theo như chúng ta được biết thì mặt trời là cái hình tượng mà rất là quen thuộc đối với con người của chúng ta. Và mặt trời, cái giá trị của mặt trời để cung cấp sự sống và hữu ích như thế nào thì các bạn cũng đã biết rồi đó. Cho nên là ở đây có cái hình tượng mặt trời, và mặt trời nó sẽ là một cái đem lại cái sự hạnh phúc, hơi ấm, ý thức, sự hướng dẫn, sự sống, là quá đầy đủ về cái ý nghĩa của mặt trời rồi. Và tổng kết lại ở trong cái lá đờ phu ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần nhớ cái lá đờ phu này nó có 6 cái biểu tượng chính, đó là vách đá, chú chó, bông hồng trắng, cây trượng, túi vải và mặt trời. Ngoài ra thì cái hình tượng chàng trai mà đi tới cái vách đá vô tư hướng mặt trời ấy, kiểu vậy, là các bạn cũng phải cần nhớ. Nói chung là các bạn trải bài tarot nhiều và các bạn tự luyện tập trải bài hàng ngày, các bạn sẽ nhớ những cái ý nghĩa biểu tượng ở trên này. Và khi nhắc tới cái ý nghĩa biểu tượng, cái biểu tượng đó là các bạn sẽ nhớ ngay tới cái lá bài nào luôn đó. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ mỗi ngày sẽ làm một lá thôi, để cho đỡ áp lực khi mà mình không có quá bị nó nhiều quá trong khi mà mình học tarot. Tại giống như là nếu như các bạn nhiều quá thì cũng giống như các bạn học lý thuyết vậy đó. Còn các bạn nào nếu mà muốn tìm hiểu thêm về một số cái lá khác thì các bạn có thể lên trang tarot.vn ở cái mục mà ý nghĩa biểu tượng của các lá bài tarot, 78 lá bài tarot, thì các bạn sẽ có thể tìm được ý nghĩa biểu tượng của tất cả 78 lá ở trên trang tarot.vn này. Tất cả đều bằng tiếng Việt cho nên các bạn có thể đọc và hiểu. Đôi khi có một số thứ nó sẽ hơi bị trừu tượng đối với các bạn, thì các bạn không cần phải hiểu nó nhiều, các bạn đừng có đặt áp lực mà mình phải hiểu thứ trừu tượng nhiều quá. Còn các bạn chỉ cần hiểu là những cái biểu tượng chính trong đó, rồi từ từ theo dần những cái trải nghiệm của các bạn thì các bạn sẽ khai thác được những cái ý nghĩa ở trong đó. Tại vì tùy theo đam mê của các bạn, có nhiều người đam mê tới nỗi mà họ nghiên cứu sâu dần và họ tạo ra một cái bộ bài tarot cho riêng họ. Cho nên là mình thì mình cũng thường xuyên là có những cái dạy đó, nhưng mà mình cũng không có mục tiêu là tạo ra cái bộ bài tarot cho lắm. Nhưng mà nếu như mà được á, các bạn cũng có thể tạo ra bộ bài tarot cho riêng mình bằng cách là nghiên cứu sâu hơn và có một cái kinh nghiệm nhất định trong cái lĩnh vực này, hoặc là các bạn có thể được truyền cảm hứng để tạo ra một bộ bài tarot từ những cái tác giả của cái bộ bài tarot đó. Và không nói dông dài nữa, video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Bởi vì nói dông dài quá thì nó sẽ khiến cho các bạn mệt mỏi với việc lắng nghe và tiếp thu nó. Cho nên là đúng với tinh thần của kênh The Tiny Talk, chúng ta sẽ nói một ít thôi, mà nãy giờ nó cũng đã gần 18 phút rồi các bạn. Và bây giờ chủ đề của video của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn có đóng góp ý kiến hoặc là muốn mình làm một chủ đề nào khác hay hơn về tarot thì các bạn có thể comment ở dưới phần comment nha. Còn nếu như mà các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy like, share và subscribe kênh của mình. Đó là động lực để mình làm ra những video hay hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.